ngàn điều hay. Su su chai lớn, lắc lắc, xoay xoay, uống ngay thật đã. Sữa mẹ là rất tốt cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Bột ăn dặm Radiolac Gold mới bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn probiotic thiết yếu giúp hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa cho bé hay ăn chóng lớn. Bột ăn dặm Radiolac Gold mới hấp thu khỏe, trẻ lớn khôn. Ra từ vùng núi thiên, hàng ngày hấp thụ năng lượng đất trời. Tôi được tạo tác từ tinh khí và năng lượng của thiên nhiên. Với công nghệ hiện đại, người biết tôi đâu trên cả năng lượng. Không chỉ mang đến hương vị tuyệt hảo, mà còn giúp kích hoạt nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong con người bạn. Hãy dùng cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend và thiền định bên những cuốn sách quý đổi đời để khơi dậy nguồn năng lượng giúp bạn đi đến giàu có và hạnh phúc đích thực. Trung Nguyên Legend, cà phê năng lượng, cà phê đổi đời. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với phần thi vượt chướng ngại vật. Hiện tại số điểm mà các nhà leo núi đang sở hữu lần lượt là 60, 150 và 40. Vâng, và bây giờ cả bốn thí sinh sẽ cùng nhau đi tìm một ẩn số gồm có 7 chữ cái để vượt qua phần thi vượt chướng ngại vật này. Và sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý. Người đưa ra sự lựa chọn đầu tiên về từ hàng ngang là bạn Duy Đạt. Mời bạn. Em chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 gồm có 4 chữ cái. Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau? Đã về vang động, vườn đầy hoa ríu rít tiếng chim trong, cỏ non biếc dãi mình chờ nắng rụng, bên lau già theo gió uốn lưng cong. Câu trả lời của bạn Duy Đạt là nắng, đó cũng là phương án được bạn Công Lập lựa chọn. Phương án trả lời của bạn Đức Mạnh là pháo và câu trả lời của bạn Minh Đức là súng ạ. Đã có một bạn trả lời đúng và xin được chúc mừng bạn Đức Mạnh.